Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của gia đình ông Luận, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện có 4 con lợn đã chết, bốc mùi hôi thối, cùng nhiều phần thịt đã được lọc sẵn, chuẩn bị mang bán ra thị trường. Một số con lợn chết có xuất hiện dấu hiệu của bệnh lờ mồm long móng. Máy rửa tội là những cái con máy móc ngắn đây ông nhà chị rồi. Thì bao nhiêu người bán, còn những cái con xấu thì linh cho cá. Có truyền thống giết mổ lợn chết từ nhiều năm nay, bị cơ quan chức năng theo dõi trong suốt nhiều ngày và ghi lại đầy đủ hình ảnh. Thế nhưng Phạm Văn Luận vẫn một mực phủ nhận hành vi buôn bán thịt lợn chết, lợn bệnh. Tôi chả chở đâu mà thịt, tôi xin điểm năm nay là tôi không chở đâu, anh quay nào quay năm nay không chở đâu. Anh chở vào xưởng làm thịt lợn khô đây, còn cãi gì? Nếu tôi chở, tôi chết hoặc mỗi một người chết là nhà của tôi luôn. Thì đây anh lù lù đây mà anh lại bảo không đúng, phải đúng, anh. Đúng, tôi đây rồi, tôi đây rồi. Thế đến tôi đây rồi mà anh lại còn bảo là không phải anh chở đây, nhưng mà anh lù lù đây làm gì nữa? Tôi đây này, tôi vẫn nhà tôi nhá. Thế này còn cãi cái gì? Sẵn sàng thề độc bằng tính mạng của mình thì cũng dễ hiểu vì sao đối tượng này coi thường sức khỏe của cả cộng đồng để đổi lấy những đồng tiền bẩn. Từ năm 2016 đến nay, Phạm Văn Luận đã 3 lần bị chính quyền địa phương xử phạt về hành vi giết mổ lợn chết. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, số tiền phạt 10 triệu vẫn chẳng thấy đâu, còn thịt lợn chết thì ngày ngày vẫn tuồn ra thị trường. Thì qua theo dõi cùng với các đồng chí ở địa phương cũng như là Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với các đồng chí ở VTV Chuyển động 24, chúng tôi cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Nhưng mà tinh thần quan điểm chỉ đạo chính quyền tôi là sẽ kiên quyết xử lý. Nếu hình sự được, bởi vì đây là tái phạm, thì chúng tôi sẽ kiên quyết. Toàn bộ cơ sở giết mổ đã được cơ quan thú y phun thuốc khử trùng để tránh lây lan dịch bệnh cho đàn gia súc của huyện Vĩnh Tường. 321 kg thịt lợn chết bị đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở đem đi tiêu hủy ngay sau đó. Trước hành vi tái phạm nhiều lần gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường đang củng cố hồ sơ, đề nghị các cơ quan chức năng khởi tố đối tượng Phạm Văn Luận trước pháp luật. Nếu tôi chở, tôi chết hoặc mỗi một người chết là nhà của tôi luôn. Thật là bất nhân. Thấy rất là sợ và cảm thấy lo lắng cho chính mình và bản thân và cộng đồng xung quanh. Nếu hình sự được, bởi vì đây là tái phạm, thì chúng tôi sẽ kiên quyết.